Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng Tiền Thông Minh trên kênh FBNC. Và ngày hôm nay thì rất hân hạnh được mời trở lại một vị khách mời đã từng xuất hiện trên chương trình. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ anh Robert Trần, là Tổng Giám đốc khu vực châu Á và Mỹ của Tập đoàn Tư vấn Chiến lược Robini. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn đến vấn đề là chuyển giao thế hệ lãnh đạo, những khó khăn và thách thức cho mô hình kinh doanh gia đình của các doanh nghiệp Việt Nam. Rất cảm ơn anh Robert đã dành thời gian để đến với chương trình. Trong phần 1, phần đầu tiên thì chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này theo một cái góc nhìn từ phía những người chủ doanh nghiệp, tức là những người muốn chuyển giao thế hệ lãnh đạo, những ông chủ đã thành công và đang muốn là cái thế hệ tiếp theo sẽ tiếp nối cái cơ nghiệp của mình. Thì theo như những kinh nghiệm mà anh tư vấn thì anh thấy rằng là những ông chủ doanh nghiệp đó khi mà họ nghĩ đến chuyện thế hệ kế cận thì họ thường là nghĩ đến những người thân trong gia đình hay là những người ngoài? Theo cái văn hóa của người châu Á mà đặc biệt là người Việt Nam thì chắc chắn họ sẽ nghĩ về con họ trước. Và ở đồng thời là những anh chị chủ doanh nghiệp hiện tại bây giờ của cái thế hệ đó là ở độ tuổi 50 mấy, 60 mấy, thì đó là một cái thế hệ của thế hệ trước. Nên ra là họ về yếu tố gia đình là rất là nhiều, và cái quan trọng họ vẫn suy nghĩ là con là cái mà là cái người mà có thể kế thừa họ. Và khi họ nghĩ như vậy thì bản thân những ông chủ doanh nghiệp đó họ đã chuẩn bị được những gì cho cái việc chuyển giao thế hệ này theo anh, kinh nghiệm của anh? Theo kinh nghiệm mà mình đi tư vấn á, thì mình thấy rằng là họ chỉ mới chuẩn bị ở góc độ là tôi có cơ ngơi, tôi có kinh doanh, tôi có cái business và tôi muốn chuyển giao lại cho con cái của tôi. Nhưng chưa vạch rõ ra rằng là lộ trình của tôi sẽ làm gì. Thật sự là chưa có, hoặc là nếu có cũng chỉ mới là mơ hồ thôi, chưa thật sự là có rõ ràng để cho cái đứa trẻ nó biết được rằng là định hướng của nó như thế nào. Và họ khi mà họ thuyết phục, ví dụ như thuyết phục con của mình để tiếp tục kế thừa cái cơ nghiệp, thì họ thường gặp cái khó khăn gì? Cái khó khăn thứ nhất đó là, thứ nhất nhiều khi đứa trẻ nó không thích. Đó là cái nhiều khi là bố mẹ thích nhưng mà chưa chắc là đứa trẻ nó thích. Cái thứ hai nữa là cái khó khăn là đôi khi họ sẽ sợ rằng là nếu như giao lại cho con thì toàn bộ cái cơ ngơi tôi xây dựng ngay từ đầu liệu chăng là có đủ kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm cái đứa trẻ đó có thể là take over lại được hay không. Đó là cái mà lo lắng. Và cái lo lắng kế tiếp nữa là đôi khi là muốn chuyển giao nhưng mà chưa biết phải chuyển giao như thế nào. Chưa biết chuyển giao như thế nào thì cái đó là cái, tại vì khi mà chuyển giao cho người con thì đằng sau đó là còn anh em dòng họ, tất cả mọi cái làm trong công ty gia đình đó, thì lúc đó bạn sẽ thấy được rằng là chuyển giao đó mình còn phải có trách nhiệm với lại những cái người còn lại nữa. Nên thành ra đó là những cái lo lắng của những chủ doanh nghiệp mà là công ty gia đình. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà người con của người chủ doanh nghiệp đó mà chưa có sẵn sàng cho công việc hoặc chưa đủ năng lực thì khi đó người chủ doanh nghiệp sẽ phải có những cái giải pháp như thế nào? Ví dụ như là những doanh nghiệp của Japan hoặc là những doanh nghiệp của Trung Quốc, phần lớn như các bạn thấy rằng là doanh nghiệp của Nhật là đều là công ty gia đình hết, phần lớn là như vậy. Vậy thì họ chuẩn bị cho con họ bằng góc độ nào? Có nghĩa là ok, cũng là education, tức là về giáo dục được gửi đi nước ngoài hoặc là học du học rất, được đi du học. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, họ phải có một cái lộ trình cực kỳ rõ ràng. Và khi con họ quay trở về là con của họ phải biết, họ phải đặt ra là bắt đầu từ cái công việc như thế nào. Thì đó là những cái mà cái lộ trình họ phải rõ ràng. Và trong quá trình mà khi đứa trẻ nó quay trở về thì cái họ phải có cái người kèm cặp, tức là một cái người gọi là mentor. Mình không biết tiếng Việt là cái gì, nhưng mà mentor là một cái người kèm cho người đó. Và cái người đó phải là người uy tín trong công ty, không cần phải là high position nhưng mà là một cái người uy tín, và cái người đó sẽ luôn luôn là open để cho đứa trẻ nó có những vấn đề gì nó sẽ chạy vào và nó sẽ hỏi. Còn nếu như là chính bản thân người bố, người mẹ làm cái công việc đó thì đứa trẻ nó sẽ ngại. Thứ nhất đó là trong mắt người bố, người mẹ là ô, nếu tôi chạy vào tôi hỏi thì thật ra tôi không đủ năng lực, đúng không nào? Cái thứ hai nữa, nếu mà tôi chạy vào tôi hỏi thì những người nhân viên xung quanh họ sẽ đánh giá rằng là ô, anh là con ông chủ nên thành ra rằng là anh vào là hiển nhiên anh sẽ được như thế này. Thì cái đó là cái tâm lý của những bạn trẻ khi họ quay trở lại là họ không muốn duy trì cái doanh nghiệp của công ty, của gia đình. Như vậy thì cái thời điểm mà chủ doanh nghiệp nên nghĩ về cái chuyện lên cái lộ trình, lên kế hoạch cho chuyển giao thế hệ lãnh đạo tiếp theo đó, thì thường thường là
là nó sẽ có phải là gần tới lúc họ chuẩn bị nghỉ hưu hay không, hay là họ nên làm sớm hơn, hay là như thế nào là hiệu quả cái thời điểm để mà nghĩ tới cái chuyện đó và lên kế hoạch? Mình thì lại không suy nghĩ là căn cứ vào tuổi, mà mình lại căn cứ vào cái giai đoạn của kinh doanh. Giai đoạn của cái kinh doanh đó. Ví dụ như là mình đang tư vấn cho bên một cái chuỗi áo cưới Lê Huy rất là uy tín ở Việt Nam, thì anh chị chủ rất là trẻ, rất là trẻ, nên thành ra nhưng người ta đã nghĩ đến vấn đề rằng là bây giờ tôi phải chuẩn hóa lại cái kinh doanh của tôi thật tốt và tôi phát triển nó rộng ra. Thì đó không gọi là dựa vào tuổi của người chủ, mà hãy dựa vào cái tuổi và cái giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Thì đến cái lúc đó thì doanh nghiệp phải cần đến cái bước đó, thì mình nên nghĩ đến vấn đề là tôi cần đến cái bước đó và tôi phải chuyển bị, và sau đó thì tôi mới chuyển giao lại cho con cái của tôi. Thì đó là những cái bước mà mình đi. Như vậy thì có vẻ như là hầu hết những cái cha mẹ mà làm kinh doanh, làm chủ thì đều mong muốn là con của mình sẽ tiếp quản và tiếp nối cái đó cũng điều đó là không chỉ Việt Nam đâu, ở Nhật Bản, ở Trung Quốc, ở Thái Lan, Indonesia đều giống nhau hết. Và không biết là trong cái văn hóa ở Việt Nam, ở Á Đông, thì cái việc vì là gia đình, của mình cũng như gia đình nó rất là phổ biến rồi, việc tôn ti trật tự trong gia đình, trong nhà chẳng hạn, thì cái văn hóa nó ảnh hưởng như thế nào tới cái việc là người chủ doanh nghiệp mà khi mà truyền xuống muốn cho con mình tiếp quản như vậy, thì cái văn hóa quan hệ trong những thành viên trong gia đình thì nó sẽ gây nên, thường nó sẽ gây nên những cái tác động như thế nào? Nhiều chứ. Ví dụ như cái family business đó là quản lý theo dạng là gia đình, đúng không nào? Ok, bố mẹ làm rồi anh em dòng họ làm cùng. Có thể sau này kinh doanh phát triển cực tốt là như vậy, nhưng nó vẫn mang yếu tố là gia đình là như vậy. Vậy thì khi các bạn trẻ được du học và được học những cái mới, và khi các bạn đó quay trở về thì những cái mới đó, những cái cách quản lý mới, tất cả mọi cái mà khi đưa vào trong một cái family company là nó bị struggle liền, nó bị vướng liền. Vậy thì khi mà nó bị vướng như vậy thì cái đó là cái mà bạn sẽ thấy rằng là cái khó khăn cho bên cái người chủ doanh nghiệp á. Họ cũng sẽ thấy rằng là khi con mình đưa về, cái đó hay lắm, nhưng mà lúc đó lại đụng chạm rất là nhiều, ví dụ đụng chạm anh họ em họ, rồi anh em trong gia đình, thì đôi khi cái người chủ doanh nghiệp phải là người balance cái đó, phải cân bằng cái đó, thì cái đó là một cái là rất là quan trọng. Và đôi khi thì người chủ doanh nghiệp họ nghĩ đây công ty của tôi mà con tôi làm thì chuyện rất là bình thường, nhưng mà họ quên đi cái bước mà giống như người ta gọi là bước đệm ấy, thì nó sẽ dẫn đến là cái bạn trẻ đó sẽ cực kỳ khó khăn và sẽ nản. Và đôi khi là bạn đó sẽ nghĩ rằng là thôi tôi sẽ làm một cái gì đó mới, chứ còn làm của gia đình nó rắc rối quá. Thì đó là một cái mà tâm lý của rất là nhiều anh chị. Làm thế nào để người chủ doanh nghiệp, người cha, người mẹ đó tạo cơ hội cho con mình tiếp quản, nhưng không có quá để cho con mình có thể tự bươn chải và tự trải nghiệm, chứ không có quá là bao bọc. Làm thế nào để cân bằng những việc đó? Tại vì tất nhiên khi mà con mình làm kinh doanh tiếp quản thì theo tâm lý cha mẹ thì luôn muốn giúp đỡ, luôn muốn hỗ trợ bằng tất cả những quan hệ, tất cả những cái... Mình làm thế nào để cân bằng những việc là quá giúp đỡ và làm thế nào để cho con mình nó có một chút tự lập để cho tự trải nghiệm kinh doanh, thì nó sẽ có những quay học riêng. Thì có một số bậc cha mẹ là chủ doanh nghiệp á, họ không muốn con họ quay trở về và làm liền cho công ty, và họ cho cứ đi ra làm là cho công ty khác để cho học đi xin việc làm cứ thoải mái giống như là một người sinh viên mới ra trường và làm cả khoảng 2 hoặc 3 năm để cọ sát. Nhưng trong quá trình mà làm như vậy thì họ luôn luôn hướng con họ đi theo là kéo con họ vào trong những cái quyết định của kinh doanh, giống như kiểu là cùng thảo luận với nhau tất cả mọi cái đó. Thì cái đó là một cái bước để giúp cho cái bạn trẻ đó là từng bước bước vào trong công ty, thì như vậy nó sẽ đỡ bị sốc hơn. Còn nếu như mà cũng có rất là nhiều anh chị về một cái là làm liền cho công ty gia đình, thì hoàn toàn là đồng ý và mình rất là support cho cái ý tưởng là về là làm liền. Thì nhưng nó phải có cái bước là chuẩn bị như thế. Nói chung là những anh chị mà chủ doanh nghiệp ở đến cái level này rồi thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ biết được rằng là để đào tạo cho một thế hệ sau thì phải cần có những cái bước gì. Nhưng mà đôi khi là how to do that, làm như thế nào, thì cái đó là một cái mà nhiều anh chị chủ doanh nghiệp vẫn còn đang lay hoay lắm. Vâng, cảm ơn. Chúng ta sẽ đi sâu hơn về vấn đề này trong phần sau. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Robert Trần, là tổng giám đốc khu vực châu Á và Mỹ của tập đoàn tư vấn chiến lược Robini. Quý vị có thể xem lại chương trình trên trang web đồngtiềnthôngminh.fbnc.com hoặc là facebook.com/đồngtiềnthôngminh. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa.